đây là cái trường hợp bị rắn chàm vạp, tức nghĩa là cái con rắn độc nưa, nó hay nằm trong lá ủ, có biệt danh là sát thủ nằm trong lá ủ cả nhà. Tại vì cái con rắn với cái lá ủ nó giống nhau, ảnh đi rừng thì vô tình bị con rắn nó cắn vào chân đó. Khi mà cắn vào chân đó thì ở trên rừng núi mà mình không có những cái biện pháp xử lý á, nên để hiện tại 10 tháng rồi thì cái con nọc độc của con rắn đó nó đã vào toàn thân ổng. Bây giờ anh ấy đang bị tê liệt tất cả các cơ quan, bây giờ hiện tại là không có đi đứng được cả nhà, nằm hết luôn. Tay chân anh, cái tay anh còn hoạt động được không? Tay á? Một tay. À, một tay thì đã bị tê liệt, chỉ còn một tay phải hoạt động được chút đỉnh cả nhà. Vậy là tê liệt tầm khoảng hơn 90% rồi. Còn vợ thì chị làm cái gì? Chị có khi người ta kêu thì chị đi làm. Đi làm thuê á. Chị làm thuê là mình làm cái gì? Làm dưa, có khi làm kiệu. Dạ. Chị ông mong ông được ngồi được, chị hy vọng chị ngồi được, đi được chút. Chị cũng rất là mừng. Dạ. Để phụ chị chăm con ở nhà chị đi làm. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại Thép đang có mặt tại trường mẫu giáo của xã Phước Thắng, huyện Bác Ái của tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay có mặt ở trường đi tới thăm mấy em trường mẫu giáo cả nhà. Với lại Thép hôm nay Thép có tài trợ ở đây 4 cái TV Sony. Em chào cô. Dạ. Đứng ở chuẩn bị là đón tiếp em á hả? Giỏi vậy. Ô, giỏi quá, vỗ tay. Ở đây mấy con có xem video của chú không? 3 tuổi nhỏ, nó không có biết gì đâu cả nhà. Ở đây 5 tuổi hả? Giới thiệu với cả nhà, cô hiệu trưởng, cô Hoa. Cô là quản lý trường mẫu giáo của Phước Thắng nha cả nhà. Hôm nay em biết được trường khó khăn á. Hiện tại là trường đang thiếu TV, đang thiếu 4 cái. Thì hôm nay em đã chuẩn bị 4 cái lên tặng cho trường mình. Cảm ơn cô đã tạo điều kiện cho tụi em nha. Hồi giờ cô dạy là... cô dạy bằng thiết bị gì? Ở đây các cô sử dụng bằng laptop. Laptop thì đôi khi nó có cái giới hạn của nó cả nhà. Đúng rồi. Số lượng học sinh 30-40 bé một lớp mà sử dụng laptop nó cũng hơi bất tiện. Nên hôm nay em đem lên 4 cái TV để tặng cô. Em mời cô, em để bên kia. Đấy. Hôm nay em biết được trường mẫu giáo Phước Thắng của mình đang gặp khó khăn về vấn đề thiết bị học tập. Em đang có một cái chương trình là phát TV cho tất cả những cái trường mẫu giáo thuộc địa bàn miền núi, đặc biệt là những em người đồng bào rất lầy. Hôm nay em tặng cho trường mình là 4 cái TV Sony, trị giá 4 cái TV là 53.200.000. Hy vọng là món quà của em sẽ giúp ích cho trong cái công tác giảng dạy cho cô. Cảm ơn cô đã đón nhận món quà của em. Chúc cô sức khỏe. Dạ. Rồi, chị cũng cảm ơn em là đại diện cho nhà trường cũng như các cháu. Cảm ơn Thép rất là nhiều. Dạ. Đã tạo cho các cháu có một cái môi trường học tốt hơn và thuận tiện trong cái việc dạy học cô và trò. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Chúc em và gia đình luôn sức khỏe nhiều. Dạ, vỗ tay cả nhà. Mấy em ở đây giỏi lắm đó nha. Bây giờ mấy con chụp với chú Thép một tấm hình làm kỷ niệm nha. Bây giờ nhìn lên máy nè. 1, 2, 3 là mình chụp nha. Rồi, 3, 2, 1, chụp. Rồi, ok, có một tấm hình kỷ niệm với trường. Đây là cái laptop mà hàng ngày cô giáo dạy cho mấy em cả nhà. Một cái laptop rất là nhỏ, sử dụng cho một cái lớp tầm khoảng cỡ gần 30 bạn nha cả nhà. Nhỏ như thế này mình học sao cô? Dạ, mình mở lên rồi mở cái phần bài học mà mình dạy cho cháu. À, dạ. Cô dạy trường đây là cô dạy bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng được 4 năm rồi. 4 năm, cô năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 27 tuổi. 27 thì cô dạy lúc mà cô 23 tuổi hả? Dạ. 4 năm nay là cô trong quá trình học tập là cô đều sử dụng cái laptop hết hả? Dạ. À, con chuột này nó cũng gần rớt luôn á cả nhà. Hôm nay em ghé trường tặng cho cô một cái TV để cô dạy mấy em mới dễ dàng hơn nha. Dạ. Cô là người rất lay hay sao? Dạ, em là người rất lay. Là mình ở vùng đây luôn hả? Dạ, ở vùng đây luôn. À. Dạ. Thôi em cũng chúc cô sức khỏe nha. Dạ.
Dạ, hy vọng là món quà của em sẽ giúp ích trong vấn đề dạy học tập cho mấy em. Cảm ơn cô nhiều. Em xin thay mặt nhà trường cảm ơn anh Cú Đấm Thép đã tặng TV cho trường Mẫu Giáo Phúc Thắng và chúc anh với gia đình thật nhiều sức khỏe. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi, cảm ơn cô. Cô ơi, bây giờ là tới bữa ăn trưa không cô? Đúng rồi em. Hôm nay giới thiệu với cả nhà bữa ăn của mấy em đó là sẽ là trứng cơm và trứng và canh bắp thảo. Ở đây, đặc biệt ở đây là trẻ em nó giỏi lắm, nó tự xúc ăn, cả nhà thấy không? Cô ơi, một bữa ăn như vậy là bao nhiêu tiền cô? Em, cái này bữa ăn trung bình khoảng 6.000. À, 6.000 một bữa ăn hả cô? À. Là cái phần tiền ăn này là phần tiền ăn phụ huynh mình lo hay là chính phủ hỗ trợ? Không phải đâu em. Cái này là tiền của nhà nước ta hỗ trợ cho các cháu có ở vùng đặc biệt khó khăn. Dạ. Độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi là một tháng như vậy là 160.000 đồng. 160.000 là bao gồm tiền ăn thôi, còn cái trừ cái tiền mà gửi trẻ là phụ huynh chịu hả? Không có tiền gửi gì hết á. Ở đây đi học là không phải tốn tiền gì hết á. À, miễn phí luôn hả? Tiền gửi. Thì được hỗ trợ tiền ăn trưa. Ăn trưa thì là nhà trường và cùng với phụ huynh là thống nhất cho cháu ăn trưa tại trường. Dạ. Rồi để ngủ lại trưa rồi chiều học tiếp. Dạ. Sáng là mình phải tự lo, chỉ có ăn buổi trưa ở trường ăn thôi. Ăn buổi trưa ở trường thôi. Là mỗi buổi trưa như thế này, mới nãy thép review là trung bình là 6.000 một bếp. Có bữa thì hôm nay là ăn trứng nè em, hôm qua là ăn gà. Dạ. Gà kho, hôm nay ăn trứng, ngày mai là ăn thịt kho với đậu. Dạ. Đó, để chia thực đơn ra một tuần để đều thay đổi hết. Mấy em nó chắc ở đây ăn giỏi lắm không cô? Ăn hai tô, cứ một tô cơm khô như vậy rồi chuyển qua một tô cơm canh. Mỗi bữa ăn mà ăn hai tô, giỏi, không cần đút gì hết đó cô? Không, các bạn này, cô chỉ nhắc nhở bạn nào chậm quá thì cô đút thôi. Cái phần đa số là các con tự ăn hết. Dạ. Nếu mà ở dưới mà mình gửi trẻ mà một tháng là tầm khoảng cỡ gần 1 triệu nha cả nhà. Có trường thì 1 triệu mấy, còn ở đây là được hoàn toàn chính phủ họ tài trợ miễn phí hết. Ăn với lại học tập là miễn phí hết nha cả nhà. Từ từ con, ăn khô đã, ăn khô cái đầu bé này sao, lấy cái kéo nó cắt sao, cái tóc nó. Ở nhà lấy kéo cắt hả? Rồi mấy con ăn giỏi đây. Cho mấy con ăn khô đã. Mấy con ăn giỏi đây mấy con. Ăn vô đầy quá không ăn hết đâu. Hôm nay mình lên đây phát TV hình như bà con họ biết mình lên, họ lên họ chơi sao cả nhà. Thấy họ đứng ở ngoài cửa rất là đông luôn. Ủa sao mà mình đứng mình tập trung đông với bà con? Ủa sao đứng tập trung đông với bà con? Đứng coi con. Hả? Coi hả? Coi con mà con mới ra chứ. Coi trong TV biết trong TV mà. À tới chờ con hả? Mà sao biết bữa nay con tới? Cô nói xe. Tình cờ hả? À thôi để con leo rào ra con chơi. Trường có cửa nha cả nhà, thôi đi cửa đi. Thép mới phát hiện ra một cả siêu phẩm miền núi. Em chào anh, chào em. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 19. 19 tuổi hả? Có chồng chưa? Dạ có con rồi. Ôi trời ơi, thế là ý là em có con rồi hả? À tại vì anh cũng đang dẫn theo mấy người anh của anh mà mấy người anh vẫn chưa có vợ, anh định ra là gì? Mình giới thiệu mà ai ngờ em có con rồi. Là 19 tuổi hả? Dạ. Em có thể nào quay qua cho khán giả xem cái vẻ đẹp của người con gái rất lây ở trên địa bàn của xã Phước Thắng, huyện Bác Ái của tỉnh Ninh Thuận. Có chồng lúc bao nhiêu tuổi? 15. Em cứ làm anh bất ngờ hoài à. Là có chồng 55 thiệt đó hả? Dạ. Con em học lớp 16 rồi. Trời ơi trời, sao lấy chồng sớm vậy? Đam mê hả? Mấy bà chị đây vui. Ồ, lấy chồng sớm quá, cả nhà 15 tuổi lấy chồng rồi. Rồi bây giờ em làm cái gì? Đâu có làm ở nhà, chồng con. Rồi chồng em làm cái gì? Đi làm mướn vậy thôi. À đi làm mướn vậy hả? Ủa bà con ơi,
bé này là ở trong xã, ở trong làng này là đẹp nhất trong làng á hả? À, đẹp nhất trong làng luôn. Ôi trời ơi. Hả, chị nói sao? Đẹp nhất chuồng, dáng cao. À, dáng cao chuẩn hả? Dạ. À, vậy là không ai đẹp hơn bé này luôn hả? Đẹp tự nhiên, chưa chỉnh sửa. À, có nghĩa là đẹp tự nhiên, chưa chỉnh sửa. Ủa mà em nó chạy đâu mất rồi? Đâu rồi? À đây nè Hân. Trời ơi, biết sao không? Anh thép dẫn mấy ông anh đi theo mà chưa có vợ không mà đi giới thiệu là bạn gái cho mấy ông anh mà ở làng mình có ai chưa lấy chồng không chị? Đây nè, chưa có chồng. Ủa bà chị thì chưa có chồng hả? Trời ơi, người ta ba có ba đứa con rồi. Người ta ba đứa con rồi mà. À, là mình ở đây là lát mà mình chơi lát mình đón con về luôn á chị. À, à thấy xe tới coi hả? À, vậy là họ thấy xe á, họ thớ họ coi. À, sao mừng? Sao mừng nói nghe coi. Này chắc được 2 tuổi rưỡi 3 tuổi rồi nè. Là mừng quá chạy tới coi đúng không? Dạ. À, thép mới phát TV xong cho trường mẫu giáo Phước Thắng cả nhà. Cái đây là điểm chính của trường. Nãy là mình phát điểm lẻ. Điểm chính này là đã có TV rồi. Cũng có người tài trợ TV rồi cả nhà. Nên TV là sẽ được phát 2 điểm lẻ. Trường này họ có 3 điểm lận. Đó thì sau khi phát TV thì được bà con lối xóm họ chia sẻ. Trong đây có một cái hoàn cảnh hiện tại đang rất là éo le cả nhà. Anh này thì lúc trước, cách đây 10 tháng trước, nghe nói là ảnh đi soi ếch á, lên núi để soi mấy con ếch để bắt bán kiếm tiền cả nhà. Thì vô tình đạp trúng một cái con rắn có tên là rắn này rất là độc. Rắn này có tên là rắn chằm vạp. Ở quê mình sẽ kêu là rắn độc nưa. Con rắn này nó hay nằm trong lá ủ mà nó có cái hình dáng giống lá ủ lắm, mình không có để ý được đâu cả nhà. Đó thì rất là nhiều ca bị con rắn này cắn rồi, nhưng mà cái tỷ lệ sống sót mà khi con rắn này cắn rất là thấp luôn cả nhà. Thì anh ấy thì cũng rất là may mắn khi con rắn này cắn thì có đi thầy, đi bệnh viện. Bây giờ mạng của ảnh thì vẫn còn, nhưng mà vấn đề ở đây là nó cắn á, bị tê liệt hết toàn thân cả nhà, hơn 90%. Bây giờ ảnh đang nằm ở trong nhà không có đi đứng gì được hết. Hôm nay thép ghé nhà ảnh để thăm ảnh với lại hỏi tình hình như thế nào. Nếu mà mình giúp đỡ được phần nào thì mình giúp nha. Thì mời tất cả quý khán giả đồng hành cùng thép nha. Đi thôi. Thép mới hỏi người dân thì người ta chỉ là nhà anh ấy ở trong đây cả nhà. Để thép vào thép tìm thử coi nha. Anh chị ơi, chị ơi, cho em hỏi nhà anh Hoàng nhà nào vậy chị? Ủa nhà này hả? Tại vì nghe đi phát TV mà nghe người ta nói là bị rắn cắn gì đó, em vô em thăm một tí. Anh là anh Hoàng hả? Cho em vào nhà chơi tí nha. Dạ dạ. Anh Hoàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 34. 34 hả? Dạ. Em nghe bà con chia sẻ, trong làng chia sẻ là anh đi núi rừng mà bị rắn gì mà cắn mà phải nằm liệt như thế này. Con nghe chú Trưng nè. Con rắn gì nó cắn? Rắn lục. Rắn nưa. Rắn độc nưa hả? Lục nưa. À, có nghĩa là cái con rắn nó kêu là rắn chằm vạp đó đúng không? Con rắn đó là kêu là rắn chằm vạp, nó là cái loài rắn mà nằm ở dưới lá ủ, cái màu da nó giống lá ủ hả? Dạ. Rồi nó cắn anh chỗ nào? Em chân nè. Cắn chỗ chân hả? Dạ. À, nó cắn anh chỗ này hả? Đây là cái nhà. Đây là vết thương của con rắn chằm vạp nó cắn ảnh nè. Mà nó cắn anh bao lâu rồi? Dạ, hơn tháng. Nó cắn anh hơn 1 tháng rồi hả? Dạ. Không, ý là từ lúc cắn tới khi mà anh nằm liệt giường này bao nhiêu tháng rồi? 8 tháng. À, 8 tháng. Dạ. À, ý em hỏi là từ lúc tới giờ là 8 tháng rồi? Dạ. Từ lúc anh bị rắn cắn tới giờ là 8 tháng nay rồi hả chị? 10 tháng rồi. Sao ông nói 8 tháng? Ông hơi mất trí nhớ. Mất trí nhớ hả? Dạ. Rồi từ lúc mà cắn tới giờ 10 tháng đây là chị có dẫn chồng chị đi thầy, đi bệnh viện rồi chữa không? Dạ có, lúc đó chị có đi Vũng Tàu á. À, đi Vũng Tàu để chữa bệnh hả? Dạ. À. Lại đi bệnh viện tỉnh là 2 lần. Dạ.
đi Vũng Tàu lúc đó chị thấy cũng không đỡ. Yeah. Mà theo nơi cũ của chị xin về á. Yeah. Có đi thầy ở Vũng Tàu rồi nhưng mà nó không có đỡ rồi hai vợ chồng xin về hả? Yeah. Rồi mà đi xuống bệnh viện Phan Rang mấy lần? Đi hai lần. Đi hai lần. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình về nhà mình nằm luôn hả? Tự nó nghiêng qua lại cũng không được. Dạ. Yeah. Cứ nằm ăn uống tại chỗ. À, chị ơi cho em hỏi là lúc mà cắn xong giờ tự nhiên ông mất trí nhớ hay sao ta? Chị sao cũng... em hỏi ổng mà đôi khi ổng nhớ rồi quên ta? Chị cũng không biết nữa, từ đầu tiên rắn cắn nó lấy cái kim nó chọc vô cái chỗ mà miệng rắn nó nuôi độc ra. Dạ. Xong rồi máu chảy cả mấy ngày luôn. Dạ. Có khi người ta cũng động viên đi bệnh viện mà nó không chịu đi. Dạ, đâu xong nó chọc rồi... chỗ nào chị cho em xem. Có nghĩa là lúc mà ổng bị con rắn nó cắn ổng lấy kim ổng tự chọc vô chân ổng hả? Chọc chỗ này nè. Dạ. Miệng rắn cắn là hai cái răng á. Dạ. Xong rồi nó chọc vô chỗ này máu chảy làm sao là mấy ngày nó nói chung là mất máu trong người quá nhiều nó. Dạ. Mới bị rút cơ luôn á. Chị ơi cho em hỏi là lúc mà cắn á, là tự mình xử lý luôn chứ mình không có đi thầy đi gì hết hả? Mười mấy ngày luôn hả? Lúc ban đêm là 8 giờ nó chạy về tới nhà xong rồi nó chắc chịu không có nổi trong người nó lấy kim nó chọc chị cũng không biết. Dạ. Rồi xong lúc rồi. Đó nó có sưng chân rồi nó có sưng lên không? Dạ có sưng nhá. Dạ có sưng rồi cục ngay chỗ này nè. Dạ. Nó sưng rồi chị không biết cách nào nữa chị đi kiếm mấy thầy thuốc. Dạ. Chị đi mua thuốc nam á, có người giới thiệu cho uống. Dạ. Thuốc giải độc rắn gì đó chị cũng cho nó uống được 15 ngày. Dạ. Xong rồi thấy chị cũng hỏi thường xuyên thấy trong người như thế nào có khỏe không? Ông nói khỏe. Dạ. Xong rồi cũng chị cũng yên tâm. Xong rồi tới mấy ngày đó nó tự nó tê xong rồi nó giật. Tê như 5 giờ chiều á. Tới khi chắc chị cũng không biết nữa. Tại vì chị cũng lùng sùng á. Trong ngày giống như là chị bận nhiều việc mới đẻ. Dạ. Thấy ông mà chị cũng hỏi thấy khỏe không nói khỏe. Tê xong rồi nó bị giật xong rồi bị ngất luôn. Dạ. Xong chờ đi bệnh viện tính. Dạ. Cái lúc em hỏi là lúc con rắn chạm vào nó cắn ảnh là cái đêm đó chị. Là cái chân nó sưng to không? Dạ có sưng. Em nghe nói con chàm vạp nó cắn là con chân nó sưng bự lắm à. Nó sưng bự rồi nó bị máu nó tràn hết bên ngoài chân này nó lục luôn cái chân á. Dạ. Yeah. Nó bị bóng luôn. Là mình đem xuống thầy ở Vũng Tàu làm á là ổng tha thuốc hay là ổng lại có lễ gì không? À ổng cho uống. À ổng cho xong, uống thuốc hả? Xong rồi kéo chân tay. Dạ ổng cho uống rồi kéo chân tay hả? Yeah. À. Bấm huyệt á. Rồi từ lúc ổng bị rắn cắn tới giờ là chị vừa đi làm vừa chăm ẩm không? Có ai đó phụ chăm với mình không? Thì chị đi làm ban ngày thì kêu mẹ chồng chăm. Dạ, kêu mẹ chồng qua chăm hả? Còn rồi bé, ba đứa con chị lớn chưa? Một đứa 10 tháng cùng một ngày rắn cắn với chồng chị luôn. Dạ. Là... Có nghĩa là cái lúc mà chồng chị bị rắn cắn là cái đêm đó chị đẻ luôn hả? Một đêm rắn cắn là mai chị đi đẻ. À. Vậy là cái đêm mà anh bị rắn cắn là mai là chị đi đẻ luôn. Chị bỗng mình chồng chị ở nhà xong rồi chị xin bên trung tâm hay đêm chị xin bệnh viện về. Dạ. Người ta đông cho về chị khóc luôn, chị phải xin về ở nhà không có ai mà chăm chồng. Dạ. Nó ăn uống còn hai đứa con nữa. Dạ. Chị phải xin về cho chăm lo cho hai đứa con ở nhà còn chồng không ai phụ nấu cơm canh ăn. Để mới cái 2 ngày ở dưới bệnh viện mà phải xin bệnh viện cho về cả nhà. Mới 2 ngày còn yếu lắm. Tại vì chồng bị rắn cắn ở nhà không ai chăm. Đó, đôi khi chị nói khán giả không hiểu, Thép sẽ nói lại cho cả nhà dễ hiểu hơn nha. Do ở đây họ không có thuốc thang với lại họ không có biết về cách xử lý rắn rồi này kia. Nên để vấn đề nó nặng. Bây giờ là họ bị cắn rồi cả tháng sau họ mới đi tìm thầy luôn. Khoảng cắn như đêm nay là mai chị đi kiếm thầy thuốc cho uống. Dạ. Tại vì chồng chị nó sợ đi bệnh viện người ta cắt chân á. À. Lúc đó chị cũng không biết nữa. Cũng thiếu suy nghĩ. Tại vì chị mới đẻ mà đâu có đi qua đi lại được đâu. Chị cứ nằm ở nhà chăm sóc chồng. Nhưng mà chị tìm người thầy đó ở đâu?
bác ái cô phụng. À nhưng mà người ta cho thuốc uống nhưng mà không có giải quyết được không? Thế cũng thuốc đó cũng được tác dụng mà do chồng chị mất máu nhiều quá, vừa uống vừa máu nó đẩy hết ra ngoài luôn. À vừa uống vừa đẩy hết ra ngoài. Không, mình uống thuốc vào nước máu nó đẩy ra hay là trước đó nó đã đẩy ra rồi? Trước đó đã đẩy ra rồi, chiều mặt ban đêm đó nó chọc vô máu đã chảy ra hết rồi. Xong mày đi kiếm thuốc uống, càng uống càng máu cũng nhiều lắm. À tràn hết cả nhà luôn. Trời ơi. Mà lúc đó chị cũng thiếu suy nghĩ, cũng không biết nữa. Bản thân chị mới để mà cô họ hàng có khi người ta động viên, có khi người ta cũng nhìn đi qua cũng nhìn thấy chân của chồng chị cũng thấy sợ. Dạ. Nhưng bây giờ chị ơi, bây giờ chị đi thầy đồ mà chữa không được, sao chị không dẫn chồng chị đi bệnh viện ấy khám thử coi tình hình những cái cơ quan chức năng trong người ổng như thế nào, hiện tại nó đang tê liệt ở đoạn nào để biết cách xử lý chứ. Chị lúc đó chị về ở Vũng Tàu, lúc đó chị có mới đi khám người ta châm cứu. Dạ. Đi xuống bệnh viện tỉnh rồi châm cứu, đi trị tiểu đường nữa. Dạ. Hiện tại là đang bị tê liệt toàn thân đúng không? Chỉ có cái tay phải là hoạt động được hả? Dạ. Còn đầu ổng lúc nhớ lúc quên hả? Lúc đó là nó không có nhớ cái gì luôn, chỉ cứ la hét. Bây giờ cũng thấy nó cũng có khi nhớ có khi không có nhớ. Cũng nói được một câu hai câu. Dạ. Vậy là tê liệt hơn 90% mà cả nhà. Tê liệt không những tê liệt tay chân mà tê liệt còn ảnh hưởng tới cái đầu. Lúc nhớ lúc quên. Phải nói là một con rắn, phải nói là ai cũng sợ. Sát thủ nằm trong lá ủ với cả nhà. Trường hợp mà lúc trước thấy cũng có quay mấy ca mà bị rắn độc đưa này cắn. Con này cắn cũng rất là độc cả nhà. Cắn thì ít lấy mạng mình, nhưng mà nó sẽ làm cho cơ thể mình đau đớn, rất là khó chịu luôn cả nhà. Còn con hũ chú, hũ mang nữa thì con đó cắn rất là nguy hiểm luôn. Nếu không tìm thầy cứu chữa hay là không đi bệnh viện thì chắc là nó sẽ lấy mạng mình được. Nhưng mà con này nó cắn thì Thép thấy con này cắn thì có thể chữa được, nhưng mà chữa mà không đúng thầy hay là không đúng bệnh viện thì hiện tại cũng giống như trường hợp của anh đây, nằm liệt giường, tê liệt hết 90% toàn thân cả nhà. Anh có nhớ tên mình không? Có. Anh tên gì? Hoàng. Cái gì Hoàng? Cato Hoàng. À Cato Hoàng hả? Dạ. Anh sinh năm mấy? 90. 90. Anh sinh năm 90 đúng không? À. Bữa đó anh đi làm gì mà bị rắn cắn? Dạ đi sang rừng. Đi sang rừng, anh sang con gì? Ếch ông. À đi sang ếch hả? Dạ. Đi sang ếch rừng hả? Dạ. Rồi cái đoạn đường mà anh bị rắn cắn á, rồi anh tự đi về hay ai dẫn anh về? Tự động về. Tự động đi về hả? Nó có xa với nhà mình lắm không? Xa dưới Phước Hòa. Dưới Phước Hòa? Dạ. Vậy là Phước Hòa nó cách đây nó xa lắm là anh tự động anh đi xe máy về luôn hả? Xe máy về luôn. Cái lúc mà anh bị rắn cắn anh bỏ về lúc đó anh có đau đau nhiều không? Đau như... Nó đau chịu không nổi luôn mà rắn lớp về đúng không? Dạ. Dạ. Rồi từ lúc bị rắn cắn đó là qua ngày mai là chị vợ đi đẻ. Xong rồi cũng lấy thuốc uống nhưng mà tình hình thì không có đúng thuốc hay sao cả nhà. Nên bây giờ là liệt nằm tại chỗ luôn. Để Thép hỏi anh vài câu thôi, anh còn nhớ không nha cả nhà. Nãy giờ Thép hỏi tên ảnh thì ảnh nhớ. Có nghĩa là lúc nhớ lúc quên. Nhà mình có rẫy không? Có. Rẫy mình trồng cái gì trên đó? Trồng bắp. Trồng nhiều không anh? Ít à. Trồng mấy sào bắp trên đó? Khoảng mẫu. Một mẫu bắp hả? Dạ. Một bắp là mình trồng trên núi đúng không? Dạ. Là mùa này mình có đang trồng trên đó không? Không. Là bỏ đất trên đó hả? Dạ. Ở miền núi mà cả nhà nghe mẫu rồi này kia, cả nhà thấy nó lớn nhưng mà thật sự ra là đất núi á, canh tác không có làm gì được hết á. Thấy mẫu gì nhưng mà không ăn thua cả nhà. Có khi một mẫu mà người ta làm một năm dư có 3-4 triệu à. Nên này, đất ở trên đây nó giá trị nó khác, mà đất ở dưới mình một mẫu nó khác như cả nhà. Đó, cho nhiều khán giả họ hiểu lầm, họ thấy à người ta có mẫu đất rồi này kia, tưởng đâu là họ cuộc sống cũng tốt lắm, không có đâu. Ở Thép đi nhiều Thép biết mà.
Có thể là họ có 5-7 mẫu gì á, nhưng mà thật sự ra không trồng được gì hết á. Đất không à. Lâu lâu họ trồng bắp mà có khi lại lỗ nữa nha cả nhà. Hiện tại là anh nằm tại chỗ, là anh đi vệ sinh đồ là đi tại chỗ luôn hả? Vệ sinh tại chỗ luôn. Dạ. Anh có gượng anh ngồi được không? Không. Cái nằm đó luôn hả chị? Dạ, nó cứng. À, cứng cái chân nằm đó luôn hả? Từ đầu đến chân luôn. Cứng cái lưng. Chị chính xác là chị sinh năm mấy? Chị sinh 1992. 92 là 92 là chị năm nay 30 mấy, chị bằng tuổi với vợ thép á cả nhà. Nhưng mà sao em thấy chị có vẻ rất là già dặn người á cả nhà. Tại vì cuộc sống khó khăn quá. Thép tưởng đâu chị 40 mấy tuổi không á cả nhà. Còn anh sinh năm 90. Hai vợ chồng ảnh thì anh đi bắt ếch, còn chị làm thuê cho người ta hả chị? Lúc đó. Bây giờ. Hiện tại bây giờ hả? Hiện tại chị cũng đi làm ở nhà chồng con lấy cái gì mà ăn. Dạ. Chị đi làm thì kêu mẹ chồng qua phụ, qua chăm chồng, rồi con chị thì gửi cho mấy chị em giữ nhà. Dạ. Chị cho em hỏi là khi mà chồng mình bị như thế này rồi có ai giúp đỡ tiền mình đi bệnh viện hay là đi chữa trị không? Lúc đó người ta có giúp. Dạ. Lúc đó người ta cũng có giúp tiền cho mình hả? Giúp dạ. Giúp khoảng bao nhiêu tiền để mình đi? Lúc đó là có em Vương Kha, em Huỳnh Kha giúp chị cũng được mấy chục triệu. Dạ. Cũng được tầm 50 triệu. À. Chị cũng không biết tính, giống như là chị cũng nhầm được cũng mấy chục triệu. Là em gà thì 49.800.000. Chị gửi tiền ngân hàng 30 triệu. À, em hiểu. Có nghĩa là chị chia sẻ là khi mà chồng chị bị rắn cắn như thế này là có những người đã giúp đỡ cho chị là khoảng 100 triệu rồi. Dạ. Nhưng mà chị chữa trị trong bệnh viện với lại chữa trị thầy đồ hết bao nhiêu tiền? Chị cũng không biết lặt vặt tả ống mặt rồi đủ thứ cho con cái ở nhà, rồi đi bệnh viện lặt vặt tin tăng cũng mấy chục triệu luôn. Dạ, nhưng mà hiện tại mình đang mình vẫn còn tiền để bỏ trong ngân hàng đúng không? Dạ không. Là chữa trị 100 triệu đó là chữa trị hết luôn hay sao? Lúc đó đi Vũng Tàu thì em Kha cũng gửi chị được mấy triệu. Tiền đó chị dành mua tả. Dạ. Mua đồ ăn cho chồng chị ăn. Dạ. Đi lên đó mua tả sinh hoạt hàng ngày, lấy tiền đó xài. Dạ. Còn thầy là họ chữa cho mình miễn phí hả? Dạ. À, thầy là miễn phí, còn mình chỉ tốn tiền tả với tiền ăn thôi đúng không? Dạ. Dạ. Rồi tổng cộng là Mạnh Thường Quân họ ủng hộ cho gia đình mình là một gần 100 triệu. Dạ. Thì được mấy tháng rồi chị? Cách đây cũng được mấy tháng, chị cũng không biết. Thì cái lúc mà anh ảo ổng bị cái rắn cắn là 10 tháng. Dạ. Nhưng mà người ta ủng hộ cho mình là được mấy tháng nay rồi? Cách đó là đây là được 5 tháng rồi. À, được 5 tháng nay rồi hả? À, 5 tháng. Trong vòng 5 tháng đó là 100 triệu đó là mình sửa tả rồi này kia, là ý là em hỏi là sửa tả trong 100 triệu đó là bây giờ mình còn không? Dạ không. Lúc đó em tiền 49 triệu đó là chị đi gửi ngân hàng 30 triệu. À. Còn 10 triệu đó chị dành mua tả, rồi sữa con chị uống. Bây giờ hiện tại trong ngân hàng vẫn còn 30 triệu trong đó hả? Dạ không, chị trả bớt hết rồi. Là rút ra rồi hả? Ý là chị trả nợ nhà nước, nợ nhà, một à, nhà em hiểu. Căn nhà đây là 50 triệu, chị có trả trước rồi 20 triệu. Dạ. Còn 30 thì em gà cho chị 49 triệu, chị trả nợ ngân hàng 30 triệu. Ừ. Tức nghĩa là trước khi mình thiếu tiền ngân hàng. Dạ. Xong rồi người ta cho, Mạnh Thường Quân cho là mình lấy mình trả tiền ngân hàng hết rồi hả? Dạ. À. Rồi hiện tại là chị ngày chị đi làm rồi kiếm tiền lo ăn uống cho ổng. Dạ. Chứ đâu có ai mà giúp mình hoài được đúng dạ, không? Dạ, đúng chị. Dạ. Tại vì em hỏi cho nó kỹ vấn đề để em xem xét có thể hỗ trợ được cho chị chút đỉnh hay không á. Chị có muốn dẫn chồng mình đi vào mấy bệnh viện lớn để khám một lần nữa không? Chị cũng mong trị, nhưng mà không có tiền trị. Lúc đó mới chục triệu đi rồi mà thấy cũng không thay đổi. Chị có dẫn ổng đi vào bệnh viện Sài Gòn khám lần nào chưa? Dạ chưa. À chưa hả? Dạ. Cái này cũng căng thẳng hay không?
này liệt toàn thân này cũng căng lắm á cả nhà. Khám để coi thử những cái cơ quan chức năng ở trong cơ thể mình nó đang có hoạt động không, và nó bị tê liệt tới phần nào để biết cái đường mà có thể có chăm cứu lần nào chưa? Cô đi bệnh viện tiến chăm cứu một lần. Dạ. Về nhà cũng không thể đuổi nắm về bằng cảm giác bình thường. Không, mà... chị ơi, chị chăm cứu một lần nó đâu ăn thua gì đâu. Chị phải đi nhiều lần chứ. Nhiều lần cũng không có tiền mà đi. Có khi người ta lấy tiền, chị không có tiền. Tiền để dành mua tả rồi công cái của chị ăn uống nữa. Uống sữa, con bé ở nhà. Còn lo cho con đi học nữa. Một mình chị đi làm đâu có đủ đâu. Tính ra chồng chị bị rắn cắn mà người ta ủng hộ cả 100 triệu. Cũng may là có số tiền đó chứ nó không có là cũng biết bó tay chả biết làm gì luôn cả nhà. Thép hôm nay Thép đi phát TV xong Thép nghe bà con họ chia sẻ. Em vô đi em thăm. Sáng em có khác TV ở ngoài kia, ngồi mẫu giáo Phước Thắng á. Em ghé em thăm coi tình hình sao. Thì ghé thăm thì nãy giờ thông qua nói chuyện với chị thì Thép cũng được biết là cũng có người hỗ trợ cả 100 triệu nhưng mà không có chữa trị được cả nhà. Hiện tại theo Thép thấy là đang bị tê liệt toàn thân này cũng rất là khó nha cả nhà. Ví dụ như nó con rắn nó cắn ngay ở cái vùng nào đó thì mình kịp thời mình xử lý ngay cái vùng đó, mình có thể cứu chữa được. Ví dụ như cắn chân thì mình xử lý ngay chân thì có thể nọc độc nó không có chạy hết toàn cơ thể mình, chứ để nọc độc nó nuôi hàng ngày á, nó chạy hết, giờ nó chạy qua cái trung tâm điều khiển của mình luôn à, có lúc nhớ lúc quên à. Giờ cái trường hợp này mà nếu mà chắc ăn thì đem vô bệnh viện để đo tất cả những cơ thể mình coi thử nó còn hoạt động chỗ nào không biết đường xử lý. Và bây giờ thì chị nói là chị không có đi bệnh viện nữa hả? Chị không có điều, không có tiền. Không có điều kiện, nhưng mà chị có tiền chị có đi không? Dạ có đi nhá. Chị cũng hy vọng cho ông người được. Mà chị cũng tập hoài, nó cứng hết. Đâu phải một bên đâu, cứng tăng thân. Tập cũng như không. Chị đỡ ông lên, ông đứng được không? Dạ không, người cũng không được. Nó cứng hai cái đùi. Em cầm gì đây? Anh có thấy đau không anh? Đâu. Bóp gì đâu không? Đâu. Cái tay này đâu không? Không. Hả? Không. Cái tay này bóp không đâu hả? Không. Không có cảm giác luôn hả? Cái đùi ổng như kiểu như nó là một cục thịt nấy vậy, nó không biết cứng hết trong dạ mình. Mà chân tay đồ như là nó kiểu như nó bị thiếu máu á cả nhà, nó tái lê tái lét luôn à. Đây nè, kiểu như là cái một cái cục thịt này, bỏ đâu để đâu cũng được hết đấy, nó không có còn cái cảm giác nữa, cứng hết à. Nó kêu ra thế này cũng cũng được nữa. Cả nhà xem nè, cái chân cũng để đâu cũng được hết á, nó không có còn cảm giác. Anh thử anh nâng cái chân phải qua đây thử được không? Để ông thử nè. Qua đây. Ồ, được mà nó hơi yếu. Rồi, ok. Anh nâng chân trái lên nè. Không, chân kia. Không, chân kia không được hả? Dạ. À, vậy là rắn nó cắn cái chân này là cái chân này coi như bại luôn à. Còn nâng tay trái lên. À, nâng tay phải thì nâng được, còn tay trái nâng không được, còn tay kia nâng được không? Vậy là nó đang bị tê liệt nửa thân người của anh đúng không? Có khi nào mà cái con rắn nó cắn xong bắt đầu cái nó qua chuyển qua tay biến, nó tê liệt nửa người không ta? Chắc có Thép nghi vậy cả nhà. Tại vì đang bị nửa người này, đó xỉu này. Tay này hoạt động không được nè. Cứng ngắc luôn. Cứng. Anh gỡ cái tay ra được không? Gỡ tay ra được không? Không được. Gỡ tay này ra không được hả? Tay kia. Rồi bị liệt nửa người. Nhai bên trái được không? Nhai bên trái được. Được hả? À. Bên đây đụng có đau không? Không. Bên đây đụng có đau không? Không. Bên đây có đau không? Không. Bên đây em đụng có đau không? Thì là cầm chắc chị. Hả? Không. Đây nhát có đau không? Không. À. Vậy là có khả năng là bị liệt nửa người rồi. Có thể là đôi khi là do con rắn, cũng có khi là trong lúc mà con rắn nó cắn á là cơ thể mình nó suy yếu, nó qua trạng thái bị tai biến rồi cả nhà. Đây bị tím chân hết luôn ha.
nhắn lên như một miếng thịt mà bị ấy vậy. Có đau không anh? Không. À, liệt luôn đây. Đây có đau không? Không. Ý là cầm chắc chị không? Không đâu. Mà anh dở được cái chân. Tình hình này cũng căng thẳng á nha cả nhà. Ca này cũng căng á nha. Giờ cái ý chị mong muốn như thế nào chị kể em nghe. Chị ông mong ông được ngồi được, chị hy vọng chị ngồi được đi được chút chút, chị cũng rất là mừng. Dạ. Để phụ chị chăm con ở nhà chị đi làm. Dạ. Chứ bây giờ chị năm nay có sinh năm chín mấy, chị vẫn còn trẻ cả nhà. Mà bây giờ ảnh nằm liệt giường như thế này cũng vất vả cho chị ha. Nhưng mà tình hình này cũng căng thẳng đó cả nhà. Chị chở ông đi khám rồi là tự chị đi được không? Lúc đó hả? À, lúc đó ai chở chị đi vậy? Tự chị lấy xe đi. À, cái ca này là phải hiện tại nằm như thế này là phải xe chở đi chứ làm sao mà ổng tự đi được cả nhà? Làm sao mà để tự đi xe máy được? Đâu có đi xe, chị bắt xe con vắng chị chở đi. Chị bắt xe ở trong làng là họ chở chồng chị đi đúng không? Dạ. À, chị dắt hai đứa con trai đi theo chị nên còn được chồng chị. Hai đứa con trai chị lớn chưa? Một đứa đầu cứ 13 tuổi. À, đứa đầu 13 tuổi hả? Là nó cõng được con được chồng chị rồi hả? Dạ không, em à. Trai ở nhà mượn họ hàng. À, họ hàng đi theo hả? Dạ. Bây giờ chị có muốn đi vô Sài Gòn mình khám thử tất cả những cơ quan chức năng của chồng chị coi thử tình hình sao không? Rồi giờ tính không? Dạ có, chị muốn. Chị muốn chứ mà không có tiền đi. Dạ. Chị có Sài Gòn mà chị đi. À, chị có Sài Gòn là mình chưa có đi hả? Dạ. Đi vô khám thử coi thử tình hình sao. Tại vì vô đó mặc dù khám nó xa nhưng mà nó yên tâm hơn, nó kết quả rồi nó mình thấy nó yên tâm hơn cả nhà. Có nghĩa là như thế này nè, là ổng bị nọc độc rắn là thầy lấy ra hết rồi phải không? À, vậy là bây giờ là ổng đang bị liệt là vật lý trị liệu nhưng mà cái khả năng di chuyển của ổng không có á, nên bây giờ cũng bị liệt nằm chỗ luôn phải không? À, ok, hỏi để cho biết á, để biết đường xử lý á. Rồi ok, làm rồi nha, cảm ơn nha. Em mới gọi cho bạn em rồi, là cái người mà giúp đỡ cho chồng chị là 40 mấy triệu á. Dạ. Hai người bạn của em, bây giờ chị vô chị kể em mới biết. Có nghĩa là bạn Kha, anh Thường Quân, bạn Kha là hỗ trợ 45 triệu, đúng không? Chắc là chị không. Rồi chị lấy 45 triệu đó, chị đi trả nợ 30 triệu thì thiếu ngân hàng. Xong bắt đầu á, bạn còn dư lại 10 mấy á cả nhà. Rồi cái bạn gà lang thang là cũng bạn của em luôn, rồi hỗ trợ chị 40 mấy triệu nữa phải không? Dạ. À, là hôm bữa chị xây sở trong vòng khoảng 10 tháng nay chồng chị bị rắn cắn là đã hết số tiền đó rồi. Dạ. Đó thì bạn Kha nói là có chở cái trường hợp anh này đi vào Vũng Tàu rồi đi khám rồi, nhưng không, thầy ổng nói là ổng đã lấy hết nọc độc trong người của ông anh này ra rồi. Có nghĩa là trong người của ông anh này không còn nọc độc của rắn nữa. Nhưng mà hiện tại là nó trễ quá hay sao nên cái nọc độc nó đã xâm chiếm vào cơ thể của ổng, thì hiện tại đang bị liệt. Nhưng mà cái bị liệt này á, là bác sĩ nói á, là phải qua vật lý trị liệu để châm cứu, chứ bác sĩ cũng bó tay luôn. Đó thì trường hợp của ông anh này đi xuống có châm cứu rồi nha, nhưng mà ông anh này ổng nhớ nhà quá, ổng không chịu nằm ở dưới đó, ổng cứ đi về hoài cả nhà. Đó nên cái tình trạng bệnh á, nó từ từ nó nghiêm trọng hơn. Lười vận động á, sẽ nó đâm ra là cái cơ thể mình nó sẽ nặng nề hơn, nên bây giờ ông không có đứng được. Thì có thể là giúp đỡ là bằng cách là ông anh này phải đi xuống cái chỗ châm cứu á, phải ăn ở đó để cho bác sĩ hàng ngày họ châm cứu rồi cho mình. Rồi hôm bữa chị xuống đó chị ở được mấy ngày? Chị được 1 tuần. Được 1 tuần hả? Cái này là phải châm cứu liên tục chứ không phải là một ngày hai là đi đứng được đâu. Mà chị cô lên đó người ta xuất viện cho chị về thì chị về. Không, bây giờ nè, châm cứu là chị phải châm cứu liên tục. Châm cứu bệnh viện mình cũng có nữa.
chị phải ăn ở đó chị chăm cứu, nhưng mà bây giờ con nhỏ chị bồng nó theo luôn hả? Chị gửi ở nhà một đêm, chị xuống đó một hai đêm chị về cô. Rồi đưa lại một đêm. Rồi em hiểu rồi, có nghĩa là ẵm con xuống đó rồi bắt đầu cái chăm mà xong bây giờ thì đem đi về cả nhà. Trường hợp của chồng chị là phải chăm cứu, chứ em nghe bạn nói là bác sĩ cũng bó tay luôn, bác sĩ cho về nhà luôn, cả nhà là đi chăm cứu nha. Thì bây giờ chị cứ đem chồng chị xuống chỗ bệnh viện chăm cứu đi, rồi em sẽ làm việc trực tiếp bệnh viện, ví dụ bao nhiêu tiền á em sẽ là người hỗ trợ cho chồng chị, hỗ trợ khi nào mà anh đi được rồi này kia thôi là ổn, lúc đó là mình sẽ ngưng hỗ trợ. Chứ còn bây giờ chị cứ để ở nhà vậy là ổng không bao giờ đi được, ổng cứ liệt gì hoài luôn á. Chị có đồng ý đi không, để em biết được cái phương án em hỗ trợ cho chồng chị? Dạ, chị muốn đi chủ động viện đồng ý chăm cứu đó, chị có xin đi chăm cứu đó, người ta nói đi ở đó có chăm cứu rồi phải cần đi đồng ý chăm cứu nữa, có khi chiều một lần người ta dù có một lần chăm cứu. Thì mình phải để chồng mình nằm ở đó ăn uống đó luôn, chăm cứu có một mấy phút à, xong rồi rút kim ra cũng không, phải chăm cứu liên tục. Đúng rồi, chị phải chăm liên tục chứ đâu phải là chăm vô một cái là đi liền. Chị cái này cũng... là nó phải còn thời gian mà. Dạ cô, người ta xuất viện cho chị về thì chị về. Không chắc cái này, trường hợp này là chị, ông nghe bạn nói là anh này nhớ nhà, anh đòi về. Thì bác sĩ biết làm sao cho ông về chứ bây giờ biết sao. Nhưng mà chị phải biết là chồng chị không phải là chăm ngày 1, ngày 2 mà đi được đâu. Nó phải cần thời gian, tốn nhiều tiền lắm. Dạ chị biết. Tiền thì em có thể em hỗ trợ cho chị được, nhưng mà thời gian là chị phải biết sắp xếp thời gian chị cho chồng chị đi chăm, chứ bây giờ không chăm là ổng cứ nằm như thế này hoài tới khi chết luôn á. Chị bây giờ chị có đồng ý chăm cứu không? Nếu mà đồng ý thì chị cứ đi xuống đó rồi em sẽ làm việc trực tiếp với bệnh viện, thiếu bao nhiêu tiền hay chăm bao nhiêu tiền như thế nào đó thì thép sẽ thanh toán trực tiếp thẳng cho bệnh viện. Bữa thì chị đi xe chị chở ổng đi xuống bệnh viện Hương Rang, người ta lấy chị bao nhiêu tiền? Xe, lấy tiền xe. Bao nhiêu tiền tiền xe? 500. 500 đi 500 đúng không? Dạ. Ok, để thép sẽ hỗ trợ những cái phần nào đó nó cần thiết nhất để dẫn anh đi xuống bệnh viện, rồi lúc đó những cái phần nào mà bệnh viện lấy thì mình sẽ là người trực tiếp làm việc cho bệnh viện. Nha anh nha, đi xuống chăm cứu nha. Dạ. Chứ bây giờ nằm đây là coi như là không biết làm gì luôn. Nằm đây là nằm chờ chết luôn chứ đâu có làm gì được nữa đâu. Chăm cứu ở về bữa nó đi đứng đồ có mình phụ vợ nuôi con nha. Nhìn anh cũng có vẻ là rất là lạc quan cả nhà. Chị Tấp ơi. Dạ. Em có hỗ trợ và tặng cho chị 5 triệu số tiền này nè để mai chị đi xe và giữ ăn uống tiết kiệm để chi phí nha. Dạ. Rồi đem xuống bệnh viện, bác sĩ họ sẽ làm việc trực tiếp với thép, họ sẽ gửi hóa đơn cho thép, thép sẽ là người trực tiếp chuyển khoản vào trong bệnh viện, thiếu đủ bao nhiêu thép sẽ làm việc với bác sĩ nha. Chứ tránh tình trạng mình đưa số tiền cho họ không biết làm gì hết thì đâm ra nó số tiền nó xài không có đúng mục đích cả nha. Đó. Thì đây là số tiền 5 triệu mà em gửi riêng cho chị, số tiền này để mai đón xe đi xuống đó và ăn uống thì mình tiết kiệm trong bệnh viện. Có cơm từ thiện chị biết không? Dạ biết. Ra đó lấy cơm ăn cho đỡ tốn tiền nha. Dạ. Rồi gửi con gửi đường ở nhà cho người ta chăm, rồi ráng chăm cứu cho chồng. Chứ bây giờ ổng mới có 30 mấy tuổi thôi mà bây giờ liệt. Rồi sau này mà chị cứ để ổng nằm đây hoài rồi sức khỏe yếu rồi không, sau này đâu ai đâu mà phụ chị nuôi con. Ba đứa con chứ đâu phải ít đâu cả nhà. Đây, cầm lấy nha. Rồi ráng cố gắng đó nha. Chị cảm ơn em thích nhiều. Hôm nay em cũng vô tình em đi phát TV rồi em nghe người ta nói thôi. Nhưng mà bất ngờ hơn nữa là cái ca này là hai người bạn của thép đã giúp đỡ cho ca này cả 100 triệu rồi nhưng mà không ăn thua cả nha. Vấn đề là anh này anh nhớ nhà, anh xuống bệnh viện nhớ nhà anh đòi về, nên anh bỏ cái quá trình chăm cứu nên bây giờ là cái tình trạng nó nặng hơn. Đó, bây giờ thép sẽ hỗ trợ cho ổng chăm cứu để hy vọng là sẽ có kỳ tích xảy ra nha cả nhà. Đó thì con thép cũng cảm ơn tất cả quý khán giả đã xem video ủng hộ thép. Cả nhà xem qua video này thì cả nhà đi đứng cẩn thận, đặc biệt là rừng rẫy có một con rắn tên là rắn chàm vạp
ở vùng đất Ninh Thuận kêu là rắn độc nưa. Nó là một trong những sát thủ nằm trong lá ủ cả nhà. Nó phập một cái thôi là có thể mình bị tê liệt thần kinh, cũng như trường hợp của anh ở đây. Đó thì mình nên đi đứng, mình mang ủng đồ cho nó chắc ăn. Này cũng gọi là ảnh cũng đi làm bắt ếch bắt đồ, bị tai nạn nghề nghiệp cả nhà. Trường hợp anh thì cũng còn may mắn vẫn còn sống sót được, chứ những cái trường hợp kia là bị nó cắn là rất là khó chữa trị luôn. Rồi em xin phép chị em về nhé. Ví dụ chị xuống đó người ta có nhận? Xuống đó người ta sẽ nhận. Chị xuống đây là chị gọi em nói chuyện bác sĩ cho nha. Dạ chị, đã biết số điện thoại của em. Rồi ok, em sẽ cho số điện thoại cho chị. Xuống đó gọi em nha.